Nếu nhìn vào bức ảnh này, điều gì khiến cho anh chị và điều gì khiến cho Dũng cảm thấy cực kỳ thoải mái? Đó là những sự đẹp đẽ của những cái bức tranh, những sự đẹp đẽ của thiên nhiên Việt Nam. Cũng giống như khi nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường chứng khoán đều nhìn những cái màu hồng, bức tranh của màu hồng và coi thị trường chứng khoán nó một là gì đó rất đẹp đẽ. Nhưng khi mà thủy triều rút, khi mà thị trường chứng khoán rút thì mọi sự đẹp đẽ nó qua đi và nó còn lại đó là gì? Còn lại đó là những nỗi sợ, còn lại đó là những sự xấu xa. Và cũng giống như thị trường chứng khoán, khi thị trường chứng khoán đạt đỉnh năm 2018 thì mọi người đều cảm thấy rằng là thị trường chứng khoán là một kênh đầu tư cực kỳ hấp dẫn. Các doanh nghiệp trên sàn là những doanh nghiệp cực kỳ tốt, các doanh nghiệp trên sàn là những doanh nghiệp cực kỳ có tâm và các doanh nghiệp trên sàn là những doanh nghiệp làm ăn cực kỳ hiệu quả. Nhưng mà năm 2018 và 2019 qua đi, sự ở lại đó là gì? Đó là những sự thua lỗ, đó là những sự sụt giảm. Nhưng cái chúng ta cuối cùng chúng ta nhận được đó là gì? Đó là những sự rút thủy triều đó. Nước rút đi rồi thì mới thấy là doanh nghiệp nào có còn đẹp đẽ nữa hay không, cổ phiếu đó nó còn tốt nữa hay không, làm ăn kinh doanh có tốt nữa hay không, cái người lãnh đạo đó có tâm với cổ đông nữa hay không. Thì thưa với anh chị là không. Thủy triều rút, thị trường rút, mọi sự thật nó đều được phơi bày. Và hôm nay Dũng sẽ trao đổi với anh chị về cổ phiếu xấu và chẳng đáng ba đồng. Chào mừng tất cả anh chị đã đến với Đầu tư Chứng khoán cùng Quang Dũng và những chia sẻ mỗi tối của Dũng. Hy vọng có thể rằng là sẽ giúp cho anh chị và Dũng kết nối lại với nhau nhiều hơn. Vì nếu như anh chị còn đầu tư chứng khoán, còn đầu tư cổ phiếu trên sàn chứng khoán thì Dũng tin không sớm thì muộn, Dũng và các anh chị cũng sẽ làm việc với nhau trên kênh Đầu tư Chứng khoán, đầu tư vào nền kinh tế tư nhân và các cổ phiếu trên sàn chứng khoán. Hôm nay Dũng sẽ trao đổi với anh chị về cổ phiếu xấu thì chẳng đáng ba đồng. Vậy như thế nào là một cổ phiếu xấu và dấu hiệu nào chúng ta nhận biết được đó là những cổ phiếu xấu? Thứ nhất, đặc tính của một cổ phiếu xấu theo Dũng đó là những cổ phiếu rẻ như cho. Nhiều khi anh chị sẽ cảm thấy rằng là có những cổ phiếu rẻ bất ngờ, có những cổ phiếu thời điểm này là 20.000 nhưng khi mà cổ phiếu về 2.000 đồng thì rẻ như cho nhưng thực sự là cũng không ai mua. Và đặc tính của những cái doanh nghiệp này rất dễ nhận biết thôi, đó là giá cổ phiếu liên tục giảm trong một thời gian rất lâu. Nhiều khi anh chị trao đổi có thể là do thị trường khó khăn, có thể là Mỹ, Iran, rồi có thể là Mỹ, Trung Quốc làm cho cả thị trường chứng khoán giảm, rồi có thể là do dòng tiền khối ngoại rút khỏi thị trường Việt Nam cho nên tất cả các cổ phiếu đều giảm. Nhưng không, chẳng có cổ phiếu nào là giảm mãi mãi cả, do đó ngày thị trường luôn luôn đúng. Nhiều khi chúng ta phân tích đọc rất nhiều thông tin nhưng thật những thông tin đó đều là những thông tin tích cực. Nhưng lý do tại sao giá cổ phiếu giảm từ tuần này sang tuần kia, tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ, vì ngày thị trường luôn luôn đúng, còn chẳng qua chúng ta tiếp cận những thông tin miễn phí đó thì đôi khi những thông tin đó nó đánh lừa cảm xúc và đánh lừa cái trực quan về đầu tư của tất cả mọi người. Đó là đặc tính đầu tiên, những cổ phiếu giá rẻ như cho, cổ phiếu đã giảm rồi nó còn giảm nữa, cổ phiếu đã rẻ rồi nó còn rẻ nữa, cổ phiếu đã còn 5.000 rồi nó còn giảm nữa. Đó là đặc tính đầu tiên của những cái cổ phiếu không đáng ba đồng. Đặc tính thứ hai là thùng rỗng kêu to. Nếu như anh chị đầu tư mà anh chị tìm được một cái doanh nghiệp nào đó có kết quả kinh doanh tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ, có kết quả kinh doanh tăng 100% so với cùng kỳ, hay có kết quả kinh doanh cao gấp 25 lần so với cùng kỳ, thì thưa với anh chị Dũng tin chắc đó là những doanh nghiệp cạm bẫy, đó là những doanh nghiệp mang đến những sự thua lỗ cho anh chị. Tại vì sao Dũng lại trao đổi đó là thùng rỗng kêu to? Đặc tính của những doanh nghiệp này đó là tạo ra sự đột biến trong doanh thu và lợi nhuận. Vì khi anh chị tiếp cận các con số đó, nó chỉ là con số về doanh thu, về lợi nhuận. Nhưng doanh thu về lợi nhuận nó không đồng nghĩa là tiền chảy vào két sắt của doanh nghiệp. Tiền chảy vào két sắt của doanh nghiệp nó mới thể hiện rằng là doanh nghiệp đó bán được 2 đồng và thu về 2 đồng. Doanh nghiệp đó bán được 2 sản phẩm và thu tiền về. Còn doanh thu và lợi nhuận nó chỉ là những bút toán thể hiện doanh nghiệp đó bán được hàng, nhưng không thể hiện doanh nghiệp đó thu được tiền. Vậy doanh nghiệp như thế nào là thu được tiền? Doanh nghiệp thu được tiền nó sẽ nằm trong bảng lưu trữ tiền tệ. Doanh nghiệp thu được tiền nó phải nằm trong két sắt của ngân hàng. Và khi bảng lưu chuyển tiền tệ, doanh nghiệp đã không có tiền, tức là thùng rỗng kêu to, tức là doanh thu rất cao, lợi nhuận rất cao, tăng trưởng rất đột biến, triển vọng rất lớn, nhưng sự thật két sắt của doanh nghiệp không có tiền. Và khi két sắt của doanh nghiệp không có tiền, tất cả nó chỉ là khoản phải thu, và khoản phải thu nó không phải là tiền, khoản phải thu nó chỉ là bút toán. Và khi anh chị so sánh với một vài vấn đề liên quan đến tiền trên thị giá thì anh chị sẽ ngỡ ngàng nhận thấy rằng là những doanh nghiệp này không có tiền trong két sắt và đa số dòng tiền là dòng tiền âm. Ý em nói là dòng tiền doanh nghiệp hiện tại đang có so với nghĩa vụ nợ của doanh nghiệp đang gặp phải. Mình trừ đi tất cả những thứ đó và mình quy ra một cái vấn đề, dòng tiền của những doanh nghiệp này âm, không có tiền. Đó gọi là đặc tính của thùng rỗng kêu to. Yếu tố thứ ba của những doanh nghiệp này đó là những cái doanh nghiệp tận dụng những cái sự lỗ hổng về thể chế tạo ra. Đặc tính của những doanh nghiệp này anh chị cũng sẽ biết thôi, anh chị cũng nhận thấy được. Nhưng tại sao Dũng biết, anh chị biết và tất cả nhiều người biết, Ủy ban chứng khoán biết, nhà nước biết, ngân hàng nhà nước biết, Bộ Công Thương biết, Bộ Tài chính biết, nhưng tại sao tất cả cổ phiếu này vẫn ngang nhiên giao dịch như vậy?
đó là do lỗ hổng về thể chế tạo ra. Và thể chế một đảng của Việt Nam thì chúng ta cũng không nói nhiều, chúng ta cũng nhận thấy những yếu điểm của nó. Vậy đầu tư trên sàn chứng khoán khi anh chị tập trung vào cái gì? Anh chị tập trung vào triển vọng, anh chị tập trung vào kỳ vọng? Không, mọi thứ là vô nghĩa. Và nhiều khi chúng ta trao đổi rằng là do thị trường chứng khoán bên ngoài, do Mỹ và Iran, do Mỹ chiến tranh với Iran, do Iran trả đũa với Mỹ. Nhưng không, thù nó không nằm ở bên ngoài, mà thù nó nằm ở bên trong chúng ta. Thù nó nằm ở bên trong thị trường chứng khoán Việt Nam, thù nó nằm bên trong nền kinh tế và thể chế ở Việt Nam. Do đó thay vì anh chị quá đọc báo cáo nhiều về Mỹ và Iran, khoan nói về cái chuyện chiến tranh đó, và thực sự Dũng cũng không biết khi nào những cái vấn đề căng thẳng đó dừng lại. Nhưng khoan để đọc báo và khoan quan tâm về những vấn đề đó. Cái đầu tiên, nếu anh chị muốn quan tâm về tài sản của anh chị á, hãy quan tâm đến các yếu tố nội tại bên trong của Việt Nam mình, của thể chế mình, của cái doanh nghiệp mà anh chị đang đầu tư. Mà muốn làm được điều đó chỉ có một cách thôi, đó là đi sâu vào doanh nghiệp để mình hiểu nó hơn. Mình hiểu được nó rồi mình sẽ hiểu được cái người lãnh đạo đó, người ta đang mong muốn cái gì. Doanh nghiệp đó có phải là doanh nghiệp thùng rỗng kêu to hay không? Hay doanh nghiệp đó có phải là doanh nghiệp rẻ và còn rẻ nữa hay không? Muốn làm được điều đó, em tin là anh chị chỉ có một cách, nâng cao cái nội lực của mình. Thay vì chúng ta đang cố gắng tìm kiếm những thông tin rằng là khi nào thì Mỹ và Iran sẽ ngừng bắn nhau, khi nào thì Mỹ sẽ ngừng xung đột, khi nào Iran sẽ ngừng xung đột với Mỹ. Những chuyện đó chúng ta đọc báo để chúng ta biết, nhưng chúng ta không giải quyết được vấn đề. Nhưng cái thù ở bên trong á, em tin là các anh chị sẽ giải quyết được vấn đề. Và Dũng sẽ là người hỗ trợ cho anh chị để giải quyết được cái vấn đề đó. 2020 thì thị trường chứng khoán sẽ còn khó. Dũng không phải là người đi tìm một cái gì đó, bức tranh quen thuộc, bức tranh màu hồng để mà giới thiệu với anh chị, để anh chị đầu tư chứng khoán. Mà Dũng nhìn vào sự thật, nhìn vào những gì có của Việt Nam mình, nhìn vào những gì có của thị trường chứng khoán Việt Nam đang làm. Và như vậy chúng ta mới thay đổi được cục diện trong vấn đề về đầu tư. Dũng tin rằng là Dũng sẽ hỗ trợ được anh chị trong vấn đề đó. Không sớm thì muộn, các anh chị và Dũng cũng sẽ làm việc với nhau để mở tài khoản tại chứng khoán FPT nơi phí dịch 0.15%. Không những là 0.15%, 2020 FPT còn giảm phí xuống tới anh chị theo từng cái giá trị giao dịch trong từng ngày. Đây sẽ là một cái mức phí em nghĩ là phù hợp, vì Dũng sẽ là người trực tiếp thiết kế và đưa ra phương án đầu tư cho anh chị. Như Dũng nói rồi, cái quan trọng của mình không phải là thù ở bên ngoài, cái quan trọng là thù ở bên trong. Vậy thì mình xử lý ở bên trong nó như thế nào? Thì chỉ có một cách thôi, đó là đi sâu vào doanh nghiệp, tìm ra cái nội lực của nó và nâng cao cái nội lực của bản thân. 2020 Dũng sẽ thay đổi cái phương án về quản lý tài sản đầu tư, và Dũng tin là Dũng sẽ sát sao hơn trong vấn đề về quản lý danh mục đầu tư, nơi mà dòng vốn của anh chị được phát triển một cách an toàn, ổn định và bền vững. Trên đây là cái lịch khóa học cuối cùng của năm 2020, vào ngày 14 tháng 1 cho đến ngày 18 tháng 1, khóa học đầu tư chứng khoán online tối 357 từ 7 giờ cho đến 9 giờ, ngày 14 cho đến ngày 18 tháng 1. Đây là khóa học trước Tết của mình. Và Dũng tin đây là khóa học có thể mang lại nhiều kiến thức cho anh chị, nâng cao được giá trị, nội lực và bản thân của anh chị. Để thứ nhất chúng ta giữ được tiền đã, thứ hai chúng ta mới mong kiếm được tiền. Thứ nhất chúng ta phải nhìn ra được cái bộ mặt xấu xa, bộ mặt trần trụi và sự thật không phải là màu hồng của nền kinh tế Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam. Để từ đó chúng ta tìm ra được một cái phương án giá trị cốt lõi trong đầu tư. Và Dũng tin luôn những thời điểm khó khăn mà anh chị đầu tư thành công á, thì cái việc mà thị trường chứng khoán tăng, nền kinh tế tăng, VN đã tăng, cái chuyện anh chị lời bao nhiêu phần trăm thôi. Mà chi tiết xin lại với Quang Dũng qua số điện thoại 0933 687 436. Dũng xin hết.